Thì nếu như không phải là em thì bây giờ là không có thể nào là vợ chồng hết trơn á. Tại vì em là người theo đuổi. Dạ, theo đuổi bất chấp luôn. Gặp lần đầu là theo đuổi liền. Chị đừng có theo em nữa. Thôi. Em có thích chị đâu. Thôi. Gì mà lận nhận thường quá. Khi nào mà diễn về khuya quá rồi em đưa bạn về nhà con. Cái khúc đó đó anh, đó là cái khúc mới là bắt đầu mới là bắt đầu quen luôn. À, lúc mà em về á là em mở cửa ra cái phòng em giống như là nàng tiên ốc mà dọn dẹp hết luôn tất cả mọi thứ á chị. Dạ anh, cô Tâm ơi, đúng rồi, đúng rồi. Trời. Dọn mà kiểu mà em nghĩ chắc sau này về ở với nhau chắc trời ơi sướng lắm luôn. Ủa, rồi sao? Cứ lừa thấy chồng. Em cao 1m8 không? Dạ em cao 1m88. Trời ơi. 88. Rồi mà hai vợ chồng đẹp đôi giới thiệu về mình. Dạ con chào chú Quốc Thuận, cô Hồng Gân. Con tên là Hạnh Lâm. Thì năm nay con 32 tuổi và hiện tại con sinh sống tại quận 6. Con làm livestream về thời trang. Rồi mời ông xã của Lâm. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Dân. Em là Lâm Chí Cường và em đang là diễn viên. Nghệ danh của em là Steven Lâm. Em với lại vợ em đang có một cái gánh kịch cà phê, gánh kịch thời đại. Lúc trước là diễn ở bên Gò Vấp, còn về mới chuyển qua quận 10. Ở nhà văn hóa phường 5 quận 10, 15, 17 Nguyễn Tiểu La. À rồi, dạ. Thôi bây giờ kể đi. Cơ duyên nào, nó bắt đầu như thế nào? Mà tại sao trong hàng hà xa số những người khác chúng ta không gặp mà lại gặp nhau? Hàng hà xa số nhưng mà luôn luôn ta lựa nhỏ đẹp nhất. Hoặc là hàng hà xa số ta lựa anh trai đẹp nhất vậy thôi. Gặp nhau cái là phải kết nhau liền. Thế thôi. Cái cơ duyên để mà tới với nhau á, thì nếu như không phải là em thì bây giờ là không có thể nào là vợ chồng được trơn á. Tại vì em là người theo đuổi. Dạ theo đuổi bất chấp luôn. Gặp lần đầu là theo đuổi liền. Tụi em hoạt động sân khấu á, kịch nhưng mà nhỏ thôi. Thì cái lúc đó là năm 2018 thì em và bạn này thì được một cái anh gọi là bầu gánh của một cái nhóm kịch đó, ảnh mời. Hôm đó em lên để mà cúng tuồng nhận kịch bản để chạy thoại thôi, thì em thấy bạn này bước vô cái em nói wow gì mà cao dữ vậy? Chỉ có cái ấn tượng vậy thôi. Dạ. Ôi, có với lòng người ta đẹp trai nữa. À đẹp trai. Rồi sao nè? Em ấn tượng với lại giờ em lần đầu tiên là gặp nhau chưa quen biết gì hết. Nhờ em mua giùm dĩ xương gươm. Em thấy bạn đi tập hóa, em gửi mua giùm. Có đưa tiền không? Dạ không. Dạ không. Này, tiền tay á, anh mua giùm em nha. Để cho nọ. Để cho em mắc nợ anh. À. Nhưng mà nói chung bạn này lạnh lùng, rất là khó gần luôn á. Ví dụ như trong công việc thì sẽ ngồi để nếu mà có thoại chung với nhau, có cái gì liên kết với nhau, cái nhân vật đó và nhân vật đó ở trong câu chuyện á, thì có nói chuyện với em nhưng mà ở ngoài là không nha. Là bôi lạnh lùng. Ai cũng khó gần, khó tiếp cận lắm. Em là phải theo đuổi bạn này như gần 3 tháng. Ủa, tại sao em lại lạnh lùng? Tại em cũng có bị biến cố gia đình trước đó. Cho nên là em có một khoảng thời gian em bị trầm cảm. Em hoạt động nghệ thuật là em thích trở lại. Lúc đó em mới vừa tập tành bước vô nghề thôi. Dạ, em làm ở cái nhóm kịch đó để em học hỏi kinh nghiệm á. Với lại từ khi em gặp vợ em cũng khùng hơn nhiều. Đâu, em có nhờ em không? Bây giờ kể đi, chắc chắn là Lâm là sẽ cua ổng rồi đó. Đúng rồi, cua chắc chắn rồi, cái này thừa đúng nhận mà. Lúc đầu là vậy nè anh, tại vì em lớn hơn bạn này 4 tuổi. Thành ra lúc đó là xưng với nhau là chị em, chứ không có xưng là vợ chồng hay anh em gì hết trơn á. Thì ví dụ như mà bạn đó từ chối riêng với em á, thì chỉ có hai người thôi thì đỡ ngại. Đây bàn dân thiên hạ trong quán cà phê ngồi đầy đó. Chị đừng có theo em nữa. Thôi. Em có thích chị đâu. Thôi. Gì mà lạnh dữ vậy đó. Rồi lúc đó em có cảm thấy bị nhột không? Có, cũng có. Nhưng mà em không biết sao em cứ theo hoài mà em không biết ngại á. Bây giờ phải hỏi bạn này. Tại sao em bị gục ngã 3 tháng đó. Đúng không? Đeo đuổi 3 tháng trời. Dạ thì dạ. Cái mà em cảm thấy vợ em dễ thương là cái lần đầu tiên mà tụi em kết hợp chung diễn Lan và Điệp. Dạ thì em diễn giai Điệp và em diễn giai Lan, xong cái nhìn thẳng vô mắt vợ em, với lại em cũng tương tác qua nhiều. Anh đạo diễn anh kêu hung á. Là trước đây là em ít khi nào mà em hung bạn diễn khác giới lắm. Nhưng mà đối với vợ em thì cái tự nhiên lúc đó nó có một cái gì đó nó thôi thúc để em hung. Từ cái lúc đó thì em mới có tình cảm. Lúc đó là đứa nào lương cao hơn? Dạ vợ lương em không, không. Lương đứa nào cao hơn nè? Tụi em bằng nhau hết à? Đứa nào có tiền hơn? Dạ vợ em. Dạ. Nó có chảnh không? Dạ không, không có chảnh mà cái tính của vợ em hòa đồng lắm, gặp ai cũng cho đồ ăn hết à. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên, cái buổi gặp đầu tiên trước cái buổi mà nhờ mua dĩ xương gươm. Cường ơi, em mượn tiền chị đi hả? Không phải luôn. Bữa đầu tiên luôn là khi mà em lên sân khấu đó thì chưa biết nhau, bà cũng chưa thấy em luôn. Thì em mới ngồi em cũng lù lù góc, lúc nào em cũng lù lù góc vậy. Thì thấy bà lên bà đem cua này nọ lên, bà cho cái chủ quán của quán cà phê đó. Rồi bán cua luôn hả? Dạ. Có khi nào mà diễn về khuya quá rồi em đưa bạn này về nhà con. Đó là cái khúc mới là bắt đầu mới là bắt đầu quen luôn á. Chồng kể đi. Dạ cua em hoài suốt gần 3 tháng rồi là em không có đồng ý nữa. Thứ nhất là em trong nhóm kịch tụi em là có một cái điều luật là không cho yêu nhau. Với lại cái thứ hai đó là em bị tự ti cái cuộc sống của em, tại vì lúc đó là gia đình em ba mẹ em mới vừa tan ra. Lúc đó là em cũng đã thích cái người con gái này, thấy họ thú vị cũng đẹp cũng xinh,
mà em có nói vợ em là chị rất đẹp, chị rất thơm, nhưng em rất tiếc. Trời, cái đó cũng đem ra kể nữa trời. Ủa hay mà, dễ thương mà. Đau lòng. Dạ, thì cái tiếc đó không phải là tiếc cái gì, mà tiếc là về cái hoàn cảnh của gia đình em á. Với lại em chạy chiếc xe quay nó rất là tàn, mà chiếc quay đó là cái yên của em, cái chỗ ngồi của em thì nó còn mút. Nhưng mà chỗ đằng sau là nó mất lớp da rồi. Cái bữa đó là cái bữa đầu tiên mà diễn xong, tập xong rồi xuống cái bắt ráp về, cái rồi thấy bà đứng vậy đó, cái xong rồi cũng lúc đó là bà này từ bỏ ý định rồi, không có định là cô em nữa. Dạ, thấy là cũng ít nói với em, lạnh lùng với em luôn. Cái xong em xuống mới thấy, em hỏi nhà chị đâu để em chở về cho. Cái là leo lên xe em chở về. Sao lúc đó thì còn ngồi lên... chi tiết nữa là mẹ vợ quay qua vợ hủy ráp à, liền. Ráp rồi. Ráp sắp tới rồi, nghe nói, nghe bạn này nói chở em về. Nè. Em hủy liền. Rồi sao? Dạ thì leo lên chiếc xe em thì em mới nói là ngồi đằng sau vậy đó, người thứ hai ngồi sau là bị ướt cái mông luôn. Tại cái mùa đang mùa mưa mà gặp chạy chiếc xe nó thấm vô cái mút đó vậy thì ngồi vậy đó, mà vẫn ngồi vẫn để em chở về. Rồi lúc đó là em bắt đầu em thương người này từ từ. Họ không có quan trọng cái xa hoa. Rồi trên suốt đoạn đường có nói chuyện với nhau không? Dạ có, cũng có nói. Rồi em cũng có nói là em cũng thích. À, lúc đó là cũng thương chị, thương chị. Dạ, dạ. Mà hôm đó hắn chở về, hắn có thắng xe gấp nhiều lần không? Hay là có lũi ổ gà đồ? Dạ không, em không còn bông đùa, trêu đùa nữa, mà là em nghe nói chuyện rất là bình thường và nghiêm túc. Kiểu là em không thèm nữa. Nghĩa là mình lật ngược thế cờ đó. Đúng rồi. Bây giờ hỏi đó đó là người tỏ tình. Dạ em, lúc đó là tụi em cứ về là cứ nhắn tin nhau mỗi tối vậy đó. Dạ. Thế xong rồi cũng nói thích nhau rồi bắt đầu mối quan hệ luôn. Nhưng mà khi mà lên nhóm kịch tụi em vẫn kêu nhau bằng chị em. Dạ. Dạ thì vậy mới kêu làm em. Đó, rồi sao nè? Rồi có khi nào rồi đưa lên tận phòng luôn không? Dạ, cái hôm đó là bạn này nói bạn này qua chơi, mà lúc đó em đang đi chơi rồi, em chưa có về á, thì em kêu bạn này là lấy cái chìa khóa ở lễ tân rồi đi lên cái số phòng đó đi, để đợi chị về. Lúc mà em về á là em mở cửa ra cái phòng em giống như là nàng tiên ốc mà dọn dẹp hết luôn tất cả mọi thứ á chị. Dạ cô Tấm hết. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi trời, dọn mà kiểu mà em nghĩ chắc sau này về ở với nhau chắc, trời ơi sướng lắm luôn. Rồi sao cứ lừa thế chị? Rồi dọn mệt quá rồi ổng có ở lại không? Dạ có ở lại. Tới lúc em mua nhẫn về em quỳ xuống em cầu hôn luôn, quỳ xuống cầu hôn lấy với chồng làm vợ. À, đồng ý làm vợ anh nha. Cái bà hỏi em câu giặt đồ chưa? Giặt đồ chưa? Bà sau này quay cưới nhau về mới biết là một cú lừa thế kỷ, là em không có giặt đồ, em không có biết làm gì hết á. Dạ. Bộ bữa đó là mượn cái bà lao công lên làm hay sao? Ấy là dạ cũng không làm, nhưng mà cố gắng làm trong khả năng nhất có thể thôi á. Tại hai ba bộ thì em có thể giặt được, nhưng mà chứ còn số lượng lớn quá vậy em nhìn em nản cái hồi lại. Em định là muốn lấy điểm lấy số. Đúng rồi, thành ra là hiểu lầm. Kể tiếp cái vụ mà mở cửa ra thấy vậy thì sao? Rồi em cảm động lắm chị, kiểu nhất định là phải theo đuổi bạn này tới cùng, tại vì sau này mình lấy về là chắc chắn là sẽ được chăm sóc, sẽ được này kia nọ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Dạ. Đêm đó ấy nó có ngủ lại không? Mà chuyện gì đã xảy ra? Dạ con có không, có không nằm ngủ dưới đất. Dạ giống như cái giường khách sạn ở đây thì em nằm ngủ dưới đây, bà nằm trên đây. Tối em mỏi em trường lên em mới chồng lấy hết sức mình xin luôn chồng. Đó, cái hôn vợ đó là em ấy đang ngủ hả? Không, em chờ lắm. Thì dù sao cũng là con gái, ai đâu mà chủ động kiểu đó. Kỳ lắm. Xong đó trường lên lúc đó khoảng mấy giờ? 4 giờ sáng, nói chung là cũng nói chuyện qua lại qua lại. Hai đứa chắc nhắm mắt để đó thôi chứ đâu ngủ. Đúng rồi, không nhắm mắt luôn, em đâu có nhắm đâu, không biết có nhắm luôn. Rồi sao nó trường lên rồi sao? Em nằm em cũng trao tráo lên trên nhà luôn. Em đâu có ngủ đâu. Em cứ đợi bà ngủ rồi em lên em hung lén mà nó hoài, sao bà này bóp ngủ ta. Cái tâm tí em trường lên thiệt luôn. Mà cái nụ hôn đầu tiên tụi em là em nhớ cũng lâu lắm luôn á. Hình như có cũng 5 phút á. Gần nửa tiếng. Nghĩ sao mà hôn nửa tiếng. Cái 5 phút với nửa tiếng nó dài lắm nha. Một trong hai đứa này có một cái tật xấu là đơm đặc. Đối với cảm giác em lúc đó giống như nó dài lắm. Đúng rồi, quay nhưng mà tầm 5 phút mà. Tầm 5 phút. Vậy là nhớ lộn rồi. Rồi có tới gì không? Bữa đó vẫn chưa đâu. Dạ chưa. Tụi em còn tới bẵng một thời gian sau, chắc khoảng tụi em quen được tháng, 2 tháng gì rồi mới bắt đầu mới có cái chuyện đó. Là cũng từ một đứa ở trên, đứa ở dưới. Dạ, dạ cũng. Có nghĩa là cuộc tình đó là cuộc tình trường. Cuộc tình trăng dồ mồi. Rồi bây giờ mấy đứa là từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau là nó có nhanh không? Và nó có bị rủi ro những cái sự cố gì xảy ra? Có không? Từ lúc mà quen nhau đến lúc mà đám cưới thì là 2020 tụi em mới cưới. Mà gặp cái là tụi em cưới ngay cái thời điểm đang dịch Covid đó. Dạ. Mời thiệp này nọ xong là cứ dời hoài luôn.
Dạ. Và chỉ có sự cố đó thôi. Dạ. Sự cố về dịch thôi. Ủa nhưng mà cuối cùng thì có diễn ra được cái đám cưới không? Dạ, dạ được. Diễn ra được. Được nhưng mà vẫn bị thiếu vắng bạn bè. Đó là sự cố do dịch. Dạ. Về gia đình hai bên thì sao? Tụi em rất là may mắn là được hai gia đình hai bên. Gia đình vợ em cũng rất là thương em, mà gia đình em cũng rất thương vợ em. Thôi tuyệt vời quá rồi. Thôi tuyệt vời quá rồi chị ơi. Nó gọi là đó, hồi nãy giờ muốn lắm nè. Thôi bây giờ kể đi. Đó, bao nhiêu tật xấu nè. Tật xấu ví dụ như của chồng em thì em nghĩ là cái tướng ngủ đi. Kiểu là khi mà ngủ đã rất là say rồi á anh, là ngủ kiểu như Phật nằm luôn á, chống được cái tay nghiêng qua vậy luôn á. Bạn này cảm thấy như vậy là ngủ rất là ngon. Em ngủ như vậy rất sâu giấc luôn. Trời ơi cái tay chịu gì nổi ta. Dạ. Chị, cái bị tê, anh nằm hồi đó cũng nằm mà hay bị tê tay đó. Ủa nhưng mà anh tới ngủ đâu cũng đẹp mà. Vậy hả? Nếu mà nói về tính xấu á thì cái tính xấu nhất luôn là rất là cọc tính, nóng tính lắm. Cọc tính với vợ không? Cọc tính với em cũng có chứ. Tất nhiên trong cái cuộc sống là phải có. Dạ, có tính với ngoài đường không? Dạ có luôn. Thí dụ đang chạy xe trên đường có thằng nào chạy ngang chặt đầu xe. Em chửi liền luôn tại vì em nghĩ là ảnh hưởng vô cái sự an nguy của vợ chồng em, đang chửi mà giống như là một bài sớ. Mà đã chạy mất tiêu. Nhưng mà cọc với vợ thì cỡ nào? Dạ cọc với vợ em nói thiệt là em cũng không phải là cọc mà theo kiểu mà gì đâu chị, mà tại vợ em có nhiều cái mà cũng như là em muốn nói ra để cho vợ chồng tốt hơn á. Dạ được cái là mỗi lần mà cọc là quạo lên á, là ví dụ như cũng có làm một cái bao cát treo sẵn để đó á, thì xả lên cái bao đó. Rồi gì nữa? Có ghen không nè, có bừa bộn không nè. Đó, là bừa bộn đúng rồi em kể. Mỗi lần nấu ăn hay làm cái gì là bày ra bày hầy luôn á. Ở nhà cũng bày lắm, chỗ này cái áo, chỗ kia cái áo, rồi cái bông đáy tai á cũng dột tùm lum. Rồi mong muốn thay đổi điều gì? Chồng phải bớt cái tính nóng lại. Giống như khi mà chồng chửi người ta xong, chồng quýnh người ta xong á, xong đó chồng đâu có vui vẻ gì đâu, chồng cứ bị khó chịu á. Thành ra là trước khi mình làm cái sự việc đó thì mình tiết chế lại, mình suy nghĩ đến cái hậu quả ở phía sau một chút. Nói tới Cường, tật xấu của cô ấy là gì? Dạ, vợ em có một cái vấn đề là bị rối loạn ngôn ngữ. Thí dụ? Cách sắp từ đó chỉ một mình em hiểu thôi. Bữa đang live stream trên phiên live vậy đó. Đáng lẽ là phải là đặt hàng mạnh tay. Mọi người ơi, đặt tay mạnh. Cách live nhiều quá. Dạ, dạ là với lại bình thường là rất là dễ bị rối loạn ngôn ngữ đó. Chỉ cần mà nói, nhiều khi nói mình còn không hiểu mình đang nói gì nữa. Vợ em giờ cũng đang bị liệu rồi. Lâu lâu em lại, em giống như em đựng vô bình thường đó. Là một chàng luôn. Cái câu đó kèm với cái tên của người đó luôn nha. Đúng rồi. Rất là hay luôn. Đúng. Dạ giống như anh Thuận đụng như vợ em đi là anh Thuận. Dạ tật xấu nữa là bất cứ bài nào hát cũng không đúng lời. Mà em thấy lần đầu tiên có một con người mà tự mát xích được hai bài hát vô. Đang hát cái bài trước nó cũng bài trước kia, mà sao tự nhiên hát xong tí hỏi qua cái bài sau luôn mà nó mượt lắm kìa. Rồi bây giờ nè. Mong muốn vợ thay đổi gì? Em chỉ mong muốn vợ em thay đổi là thứ nhất là hạn chế tin người lại. Với lại thứ hai là vợ em có một cái là thẳng tính á. Cho nên là có bất cứ vấn đề gì cũng hay nói thẳng tính. Từ nay về sau mình sống nhiều hơn cho bản thân mình. Chị thấy là cái điều quan trọng lúc này là em nên chúc hai vợ chồng này. Đúng rồi, chúc cho hai vợ chồng ha, công việc sẽ càng càng phát triển. Dạ. Cuộc sống thì nó sẽ tốt hơn mỗi ngày. Dạ. Và đặc biệt là trong năm nay có tin vui. Cuối năm hoặc là qua năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với hai vợ chồng. Rồi vậy nghe, cảm ơn các em. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Tài nói em giống PS này không? Không, không có, nhưng mà em tự tin sắc đẹp em. Vậy gì? Bây giờ xin mời tự tin giới thiệu mình. Em tên là Phương Thanh. Xã em tên là Hải Dương. Không, hôm nay sân khấu chúng ta đón chào hai người có cái tên giống nhau. Đó chính là Phương Thanh. Hải Dương nhiêu tuổi rồi? Dạ 26 tuổi. Em là bao nhiêu tuổi? Dạ em với bà xã em bằng tuổi nhau luôn. Hai tụi em là kinh doanh, ở nhà mở cửa hàng kinh doanh. Hai em là quen nhau như thế nào? Bà xã là quê ở dưới Bến Tre. Còn em là ở trên thành phố. Bạn của bà xã em á cũng nhà dưới quê là ở đây học chung với em. Cái vô tình là hai nhóm đi chung gặp nhau. Là em gặp bà xã em. Em gặp ảnh em có ấn tượng nhau? Dạ ấn tượng xấu mà. Nhóm bạn đó là nhóm bạn của ảnh. Bạn em chỉ rủ em đi chơi thôi. Em tới thì em lịch sự chào mọi người. Cái em gặp đầu chào từng người. Ai cũng lịch sự chào lại mình hết á. Cái chừng em quay qua em chào anh. Cái anh ngước rồi. Không dòm em cũng không chào lại. Cái hôm này cái là em thấy ghét rồi nha. Em nghĩ nha, trời ơi, thằng trai thành phố gì mà chảnh hách. Thấy khó ưa rồi đó. Cái lúc đó là chồng em có phong độ như vậy không? Không, lúc đó mi nhon hơn chị. Cái là đẹp hơn à? Không, nói chung là em cũng không để ý, không quan tâm tới. Nhưng mà nếu bây giờ nhìn không biết là do đã yêu rồi nên thấy đẹp hơn hay sao thì em cũng không biết. Bây giờ đẹp hơn rồi đó. Dạ. Hay là lúc đó chưa có bạn gái, kiêng ăn này nọ, tại chưa có gã, chưa có người yêu mà. Đúng không? Thì bắt đầu mình cũng phải giữ tướng này, ngon lành chút xíu. Không, rồi sau này lấy vợ về rồi. Xả. Lúc đó em gặp vợ em thấy vợ em đẹp không? Dạ, thấy cũng bình thường đó chị. Đến khi nào thì em mới chú ý đến Hải Dương? Thật ra thì cái bữa lần đầu tiên đi chơi là bắt đầu
tìm hiểu về bà xã em, hoàn cảnh, học hành, rồi sở thích, coi như là gần như là tìm hiểu là gần như triệt để. Rồi một chút xíu sau cái đầu em mới nói đổi xe. Lúc đó bà xã em rất là dễ chịu, sao cũng được hết, rồi leo lên ngồi chở. Thật sự em có để ý gì tới ảnh hết á. Dạ. Rồi đến khi nào em mới để ý không này? Không để ý luôn anh, mà có nghĩa là ảnh cứ sáng tới vậy thôi. Giống như em thì thoải mái trong chuyện bạn bè, nó cũng bình thường thôi. Rồi cái ảnh mới sáng tới rủ đi coi phim hay coi ca nhạc rồi nắm tay. Nhưng mà em thụt lùi không à. Em nói thôi anh cho em thời gian đi. Xong cứ vậy là hai đứa cứ nhắn tin qua lại gặp nhau vậy thôi. Nhưng mà như bạn bè thôi chứ thật sự chưa có yêu. Dạ. Bao lâu mới yêu? Lúc gặp nhau là hồi tháng 9. Sau cái tới Noel cái ảnh mới dẫn đi chơi nữa, rồi bắt đầu em mới nhận lời làm bạn gái ảnh. Nhưng mà thật sự lúc đó là em không có thương ảnh, thấy ảnh cũng quan tâm mình quá, lo lắng cho mình quá, rồi em ngại từ chối. Ủa em, rồi em biết vợ em chưa có thương em mà em cứ sấn tới vậy á, làm mục đích của em là lúc đó là em muốn thỏa mãn cái gọi là cái hiếu thắng của mình, hay là em lúc đó là em lậm gỗ quá rồi, em thương gỗ quá rồi? Thật ra là lúc đó bà xã em đang thất tình. Em biết là nó thất tình nên rất là, thì em biết tâm lý của con gái rất là khó chấp nhận một người tình yêu mới. Mà thì em cứ coi như là em biết chắc nếu như nước em chảy đá mềm đó, nước chảy đá mềm, mình biết là có thể lúc đó con mình là cái phao thôi không, nhưng mà mình chấp nhận luôn tính đường dài mà chị. Bây giờ cái đường dài của tụi em sao rồi? Sau hôn nhân á, sau hôn nhân thì tối gì gì cũng có người tâm sự nói chuyện. Tuy nhiên thì bà xã em thì kỹ tính quá, thích nề nếp ngăn nắp này nọ, còn em thì nào giờ thì ở mình đồ đạc tăng lung tung, không có nề nếp gì hết, thì cứ vậy là cứ nói hoài, làm bèm lải nhải có vấn đề đó, cứ hai chồng cứ nói hoài. Chồng á thì thấy là sau khi cưới vui hơn là lúc đăng cua đúng không? Dạ đúng rồi. Còn vợ thì sao? Tất nhiên lúc yêu nhau thì nó vui hơn rồi chị. Còn sau đám cưới sao không vui hơn? Sau đám cưới thì anh bộc lộ cái tính gia trưởng của mình nhiều quá. Em thì lại không thích cái kiểu là bị chỉ huy. Đó, còn ảnh cứ lúc nào ảnh cũng phải ra lệnh cho mình hết, mà trong khi bản thân em á là em chỉ thích là em hiểu cái vấn đề gì đó kêu em làm em mới làm, chứ không có đợi cái em không hiểu gì hết mà kêu em làm, em đâu có thích làm. Mà ảnh lại cứ thích như vậy đó, ảnh cứ nói em cứ làm đi rồi anh giải thích sao, còn em cứ nói anh giải thích đi rồi em làm. Nó cứ này cứ phát sinh mâu thuẫn. Hoặc là có những cái sở thích của ảnh, ảnh thích chơi máy bay điều khiển, ví dụ em muốn nói chuyện gì với ảnh á, cái em kêu ảnh ví dụ như thôi nghỉ cất cái đó đi, hai vợ chồng hữu hỉ tâm sự, không có. Tự nhiên vậy mình đâu có cái hướng gì để nói, hay là có những chuyện gì buồn mình đâu có trải lòng được. Thích lái máy bay hơn là lái mình. Kỳ vậy. Cái vấn đề đó lúc nào cũng bị nói, chị nói tại sao anh mê tivi hơn mê em, tại sao anh mê máy bay hơn em, tại sao anh ôm tụi nó ngủ luôn đi. Có phải là do là bây giờ đã được rồi mất mê được chứ? Dạ không, không. Tại vì em thấy là mình sống nhau cả đời, thì nay không nói mai nói. Rồi đó rồi. Không, cái đó là chị phải ngắt liền nha. Chị nói cái quan điểm đó là không được đâu. Giống như là cái quan điểm là giống như là khi mà chưa phải là của mình á thì bằng mọi cách phải là thuộc về mình. Cái mình cứ nghĩ là thuộc về mình xong rồi vĩnh viễn sẽ là của mình. Không có đâu. Nguyên trái đất mình đang tồn tại còn là tương đối đó cơn. Không có cái gì tuyệt đối đâu đó hả? Còn ngoài ra còn có cái gì mà em phát hiện? Cũng có một cái chuyện cũng vụ máy bay đó anh. Ảnh thì anh thấy ảnh mũm mĩm. Em thì em thích ai mũm mĩm em thích nựng vậy. Mà mỗi lần anh sửa máy bay hay là gì đó, nói chung là vô phòng á là anh cởi áo anh nè. Mà anh nhìn vậy cho anh trắng dữ lắm, mà trắng như nít cho mình nhìn mình dễ thương mình thích. Cái em hay lại khều hay nựng hay chọt. Cái đầu quay qua trợn mắt với em. Nói anh đang sửa máy bay nha, không có đụng chạm, anh ghét nhất là anh đang làm em đụng tới nha. Là nãy giờ cái em nổi điên lên rồi. Nói hồi vậy anh nhìn máy bay, anh thích nhìn máy bay, anh thích nhìn em nữa hả? Nó tối ngày anh cứ thích đụng máy bay thôi. Đó là cái em nổi điên lên vậy đó rồi. Rồi cái thứ hai nữa là anh la em là anh bất cần ai ở xung quanh. Anh không có để cái mắt em đâu nữa. Không phải là la, tại vì cái tiếng em nó lớn, cái giọng em nó vang thôi chứ không gọi là la. Nó qua la là quang quá. Còn cái chuyện gia trưởng là trời, cái đó cũng quang nữa. Sao quang sao? Tại vì quang ức quá vậy. Trời, em nhiều cái em cảm thấy em quang ức lắm anh. Thí dụ như em nói anh, có một số tình huống em cần phải đáp ứng nhanh lẹ, nhiều khi trễ một giây hay là nó chậm với nó hư công chuyện mình sao, nên em cứ giống như là tại vì em nói vợ em cứ làm đi rồi hết rồi. Mà lớn tiếng như vậy có ai nào mà tủi thân không? Dạ có chứ, em là người cực kỳ dễ bị tủi thân lắm, tại vì em sống thiên về tình cảm nhiều. Cái thời gian mà bạn tủi thân á với cái việc mà chồng hay nói lớn vậy đó, tính ra cái tỷ lệ là bao nhiêu? 50-50 hay là 2/3 hay là... Chắc 2/3 đó chị. 2/3. Ảnh ít có chịu nghe mình nói khi mình bị út ức, cái mình khóc. Mình khóc cái nhiều khi mình nghĩ trời, có nào sống với anh này mốt mình bị bệnh trầm cảm không? Tại vì ảnh đâu có chịu nghe mình nói nhiều đâu. Nhiều khi nửa đêm cái đèn ngủ hết rồi, cái em ngồi em nhìn ảnh ngủ. Ảnh ngủ một xíu cái ảnh giật mình nghe, cái nói em bị khùng hả? Giờ này em ngồi đó. Anh nói vậy cái em càng khóc nữa. Cái nói cái anh em kênh quay vào chỗ khác, cái em ngồi em nhìn ảnh ngủ tiếp. Cái anh cô không đá động gì tới em, cái em bước xuống giường, cái em đi qua bên ảnh, cái em đứng em nhìn ảnh ngủ tiếp. Có muốn gì nói đại đi, chứ vậy sao ngủ?
anh càng nạt em càng không muốn nói. Anh để em dồn nén gì nữa, có nào có ngày nào anh mất em nào đúng không? Đó. Khi anh nói sao mất là anh gì mất, có gì thì cứ nói coi đâu. Em có biết lý do sao mà vợ em ngồi nhìn em ngủ? Ê, vợ em nói chuyện không được. Không phải. Vợ em mong chờ rằng là em sẽ giật mình thức dậy và nhìn vợ em và dành cho vợ em một cái ôm. Em có mong điều đó không? Tại vì tính em thì nào giờ là coi như là không có lãng mạn, cũng không có coi như là ướt át lắm. Nên mấy cái chuyện đó thì em làm em cảm thấy nó giống như giả tạo trong phim. Không phải. Em sợ. Tại vì em là người rất là nhạy cảm. Mà em ôm một cái nhiều khi em rần rần trong người em khó chịu lắm. Nhạy cảm à? Thì có sao đâu. Ủa vợ chồng mà. Thì vậy đúng rồi, nhưng mà nhiều khi là 2-3 ngày liên tục mệt chị. Em có muốn bù đắp cho cái việc mà em la vợ em trong lúc giấc ngủ bằng một cái ôm ngay tại sân khấu này không? Đứng lên, đứng đấy, lên ôm hải chứ. Ôm. Có thể. Trời ơi, vợ tôi mà khóc thì nói đi, em nói đi, em nói đi. Em muốn khóc, em cứ việc khóc đi. Tại vì là hôm nay sẽ là một cái buổi mà rất là đáng nhớ của hai vợ chồng em. Chị nghĩ rằng á, không phải là chồng em không muốn làm cho em vui, nhưng đang chưa biết cách nào để làm cho em vui. Bởi vì bản tính của chồng em rất là thực tế, anh ấy không quen cái sự lãng mạn. Cho nên rằng em muốn chồng em làm điều đó, em cứ nói ra đi. Em nói ra đi, mà nếu sau hôm nay mà chồng em vẫn cứ tiếp tục như vậy thì em có lỗi đó. Em thì không phải là không lãng mạn, mà lâu lâu em có làm lãng mạn. Như khi làm cho bà xã em bất ngờ lãng mạn, nhưng mà không có thường thôi. Trời. Bây giờ chị chỉ em đó nghe, nãy tụi em chỉ rồi. Em sợ là lâu lâu mình làm lãng mạn á, là nhiều khi em có thể làm cho bà xã em lãng mạn mà cảm động rớt nước mắt luôn. Nhưng mà em sợ là làm hoài mất công mốt nó hết, nó lợn hết chiều rồi. Không chị. Lâu lâu làm cho rớt nước mắt, nhưng mà lâu lâu phải làm để cười thì hai cái đó nó khác nhau mà. Như nãy anh Tuấn anh chỉ đó, đêm mà tự nhiên mở mắt ra em thấy vợ em ngồi nhìn em cái, là thay vì em nói câu kia thì em nói cưng, sao giờ manh vậy cưng đó, ví dụ như một cái cưng làm gì anh ngủ không có được, ví dụ vậy. Thử bày tỏ chứ đi, tại vì cuộc sống này theo Thuận thấy thì nó ngắn ngủi lắm, đến lúc chúng ta muốn nói thì lại không nói được. Hứa đi, còn không biết hứa nữa. Em hứa. Hứa nhìn vợ, hứa đi. Hứa. Hứa gì? Hứa cái gì? Hứa thì nó cũng phải lãng mạn chứ đúng không? Ví dụ như hứa thì cũng phải là anh hứa với em. Đừng hứa với chị. Ủa, ta cả giả bộ em... người ta chỉ, thấy không ta chỉ. Anh hứa với em. Anh sẽ không này nó, ví dụ em mà có nựng anh thì anh cũng nựng lại á. Đúng không? Còn đi, hứa. Rồi. Nói chứ bây giờ chị nghĩ vậy nè. Cưng, Phương Thanh đứng lên đi. Đó, nhìn vào mắt nhau đi. Hứa cái gì đi, rồi ôm nhau đi. Ôm nhau đi. À, anh hứa là anh sẽ chăm sóc và thương em trọn đời. Ôi trời, cái đó là chắc chắn rồi. À. Rồi vợ hứa, vợ nói cái gì cho chồng phấn khởi rằng mà chồng sẽ thay đổi, chồng sẽ sửa chữa coi. À, em thì rất vui vì hôm nay là anh đã chịu nói ra những điều đó mà. Cái điều đó em mong được từ lâu rồi. À, mong rằng cái ôm này sẽ giữ mãi, không phải là chỉ có ngày hôm nay và các ngày sau tiếp nối. Và đây là cái ôm hạnh phúc mà Phương Thanh sẽ mãi mãi dành cho Hải Dương. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ. Trời em... ơi, sao cái nét phu thê vậy trời. Nhìn vô cái trang nhau à. Ai cũng nói vậy hết á. Thiệt dạ. Sao phu thê dữ vậy trời. Hai bạn biết nhau bao lâu rồi? Đến thời điểm bây giờ? Dạ, lần đầu tiên thì cho phép em với con vợ chồng giới thiệu trước. Con là Tú, thân Trọng Tú. Vợ con là Hà, Nguyễn Thị Thanh Hà. Hai vợ chồng con quen nhau, tức là quen biết với nhau từ tính 7-8 năm mới cưới. Cưới giờ được 5 năm rồi. Rồi, bây giờ là năm rồi. Từng người giới thiệu về bản thân mình đi. Đó. Dạ. Lý lịch trích ngang nha. Con là Tú, con năm nay bước qua đầu U3 rồi. Là ba mấy? 30 con. 30. Công việc hiện tại sao em? Em kinh doanh tự do anh. Tại vì cái mảng nào mỗi mảng mình ôm ít. Là mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Quê con ở Bình Định. Rồi. Cứ mẫu giáo con này cấp 1 vậy đó, cấp 2 vô đây, cấp 3 vậy đó, đại học là vô đây. Rồi hiện tại là con đang ở đây. Dạ. Ở quận mấy? Dạ hai vợ chồng con thì đang ở quận 12. Ok. Mời em. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà. Con đang làm trong mảng dịch vụ khách hàng. Dạ năm nay con 29 tuổi. Dạ. Con nhỏ hơn chồng con 1 tuổi. Nhất gái hơn hai, nhì trai lớn một. Công việc của Hà là có hỗ trợ được cái gì cho chồng không? Hay là mỗi người một mảng riêng? Dạ trước đây thì tụi em làm chung, nhưng mà hiện tại bây giờ là tụi em nghỉ.
là tụi em nên tách riêng ra, bởi vì vợ chồng làm chung là gây lộn suốt. Rồi họ gặp nhau làm sao ta? Thì đó, em đang cũng đang thắc mắc nè. À, có thời điểm mà quê của Hà thì ở đâu? Dạ em ở đây, con ở đây luôn ạ. À. Con ở đây. Dạ. Như vậy là chắc chắn là phải gặp nhau ở tại đây thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Rồi, tụi con học chung cấp 3. Cấp 3 là nửa năm cấp 3 là con học ở đây. Con là thì ngày đó là con lớp con là tuyển D, còn lớp bạn cũng là tuyển D. Đâm ra hai lớp nó sẽ gọi là có một cái điểm chung nào đó là ít nam. Tụi con tham gia chung cái đội văn nghệ. Đó. Xong rồi không biết là vì cái tình huống gì mà con lại chơi chung một cái nhóm bạn nữ bốn đứa thì ba bạn kia toàn là hot girl hết. Hoa khôi của trường hết, xong lọt một con dịch vô trong cái một cái bài thi Nga. Thì tụi con tham gia văn nghệ thì lúc đầu là tụi con tham gia đội hát, thì anh này á ảnh hát cũng khá là hay nên ảnh được phụ trách cái đội đó. Thì khi ảnh được phụ trách phân công lời cho các bạn mới á thì ảnh chỉ phân công lời cho ba bạn kia thôi. Ảnh không có đếm xỉa gì tới con hết. Là thứ nhất là mình đã cảm thấy rất là ghét rồi. Tại sao mà phân biệt đối xử một cách và gọi là lộ liễu như vậy. Đó thì mình cũng đã không thích anh này rồi, thì sau này tự nhiên anh này anh lại cua được một trong ba con thiên nga kia. Đó thì mình lại càng thắc mắc nữa, mình bảo tại sao một cái ông mà vừa lùn vừa mập như thế này mà lại quen được một cô quá là xinh đẹp. Thì có nghĩa là bây giờ con muốn dừng ở chỗ này là ấn tượng đầu tiên của con về chồng của con là không ưa, không đúng ưa. Không dạ. Lùn đó, vừa xấu mà vừa vô duyên vừa, đó cô. Vừa vô duyên vừa dạ. Xấu vừa lùn thì được cái không hát hay ưa. Không con cũng không công nhận là hát hay luôn, tại vì mình đã ghét rồi, mình đã ghét rồi là cái gì cũng không thấy vừa ý hết. Rồi bây giờ rồi tới chồng nè, cái ấn tượng đầu tiên của con khi con gặp vợ con. Thực sự là cái ấn tượng đầu tiên đó là ưa hay không ưa? Không con bình thường, con thực sự là thật lòng là con bình thường, tại vì ngay lúc đó cũng chưa nghĩ gì với ai hết á. Tại vì đơn giản lần đầu tiên được phân một trách nhiệm gọi là cho đàn em thì mình kiểu mình cũng làm hết. Con thấy là bạn này cao, ủa dáng cao thì hợp đội múa, hồi đó còn ốm, hai chồng còn ốm. Hợp đội múa sao tự qua đội hát làm gì trời. Cô Vân phải hiểu là giữa ba con thiên ngài không bao giờ nó sẽ thấy con vịt nữa. Nên là không bao giờ để ý tới con. Thì bởi vì bây giờ đó cô mới nói là bây giờ ấn tượng của con đối với vợ con là bình thường, không ghét, không thương, không gì cả, đúng không? Không, thấy hơi chảnh luôn. Hơi chảnh. Mình có cái ác cảm giống như ai gọi là ai liếc mình là mình mất ghét, mình quay lại. Cái ác cảm này nó cũng vậy đó cô. Tự nhiên hơi gần gần á, hơi gần gần á. Kiểu sao mà yêu nhau được hay thiệt chứ. Thường nó hay vậy chị. Trong phim cũng vậy mà. Đó vậy Hà nói trước đi, sau khi mà cua được con thiên nga rồi đó, rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì tụi con cũng không quan tâm anh này cho tới khi năm lớp 11 á. Thì nhà ảnh có biến cố nên ảnh phải về Quy Nhơn. Thì bạn gái của ảnh thì lại đi du học. Đó thì tụi con vẫn học lên tới tận năm 12 thì anh này ảnh học đại học, ảnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh ảnh học. Thì lúc đó ảnh lại nhắn tin với con, ảnh bảo là ảnh không liên lạc được với lại cô bạn kia, thì nhờ là con có thể liên lạc được với lại bạn kia hay không, vì bạn đó bây giờ đang du học ở Úc. Thì con cũng có liên lạc với bạn, nhưng mà bạn bảo là bạn cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Nên là con thấy anh này cũng tội nghiệp, ảnh cũng than vãn là sau cái thời gian xa mặt cách lòng đó thì là chia tay, nên là cũng tâm sự với nhau. Thì tâm sự một hồi xong tự nhiên ổng đeo theo con luôn. Ổng đeo theo con luôn mà ổng đeo một cách rất là dai dẳng, rất là gọi là bất chấp thủ đoạn luôn á cô. Mặc dù là con đã nói là con không có thích ảnh, con không thích, nhưng mà cứ mỗi lần ổng chạy xe tới nhà con mua đồ ăn cho con á, con bảo là thôi em không có thích anh đâu, anh đi về đi, tại vì không phải cái gu người của con mà mình cũng đã có ác cảm từ trước rồi. Con để cái xe trước cửa nhà con, ổng chạy ra giữa đường luôn cô Vân, bảo con mà không ăn đồ ăn của ổng mua là ổng tông vào xe tải ổng chết luôn. Trời đất ơi, con khổ nhục kế tới cái mức đó luôn hả con? Điều gì làm cho con chuyển mục tiêu mà chuyển gu luôn vậy? Con cũng không biết con, tại vì giống kiểu thấy được hợp lý mà thực sự là nó giống như là kiểu định mệnh, con không có ý kiến gì hết. Nghĩa là con cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lầy vậy luôn á cô. Nghĩa là thấy okay. Là muốn làm để thể hiện đúng rồi. Con làm ghê lắm cô Vân. Ổng con có một cô bạn gái ngồi cạnh bàn á, mà mỗi ngày anh chạy qua nhà cô bạn gái đó, tại vì con không có cho chở đi học. Mỗi ngày anh chạy qua nhà cô bạn gái đó, chở bạn đó đi học, chỉ để bạn đó xách hai phần đồ ăn sáng vào chia cho con một phần. Xong thậm chí là con có cảm nắng một bạn nam ở trong lớp, anh mua cái đồ ăn cho bạn nam đó luôn. Người anh ta bảo là anh gửi cho cái người mà Hà thích. Đó là anh tấn công tới cái mức như vậy luôn á cô Vân. Ủa nhưng mà con bắt đầu chuyển gu từ lúc nào? Từ sau khi Thiên Nga nó có cái cuộc sống riêng của nó bên Úc, đúng không? Con mới ngộ ra rằng là Thiên Nga nó đủ lông đủ cánh nó sẽ bay, còn dịch là có đủ lông đủ cánh cũng không bao giờ bay được. Bơi lồng vòng này đúng không? Có phải con ngộ ra điều đó không? Đúng rồi cô, với là một phần nữa mà cái bản tính con là xưa giờ nó lười, và con rất rất lười thay đổi, nghĩa là mỗi lần thay đổi là lần cực.
mỗi lần thà cua dính thà mình nhắm từ lượng nhan sắc mình. Mặc dù có hơn với cô là con có một cái tật nữa là con hay tự tin với mọi người, tức là hay chọc vui nữa, tức là bắt mật khẩu bắt wifi con là tú đẹp trai thôi. Hỏi bác, bắt wifi là gì cho em, cho em mượn xài anh tú đẹp trai đó. Nhưng mà con biết tự biết là nhan sắc mình tới đâu, và con nói thôi ráng cua đại đi rồi có gì gần nhà nữa cô. Hết sự lựa chọn rồi cô Phong. Hết rồi, ba con thiên nga kia nó bay hết trơn, giờ còn có con vịt ở lại thôi. Hết sự lựa chọn rồi. Túm con vịt liền. Chứ gì nữa đúng không? Em không nhận đúng không? Đúng là mặt thiên nhiên sinh tồn là nó đều là như vậy mà đúng không? Đó rồi xong rồi cuối cùng là con, bây giờ cô hỏi thiệt là vốn liếng con bỏ ra bao nhiêu tiền để mà con cua được nhỏ này? Không, cũng nhiều chứ bây giờ nhớ nhiều ạ. À, thấy là mua đồ ăn là mua một hơi hai ba phần mua cho cô bạn kia, mua luôn cái người bạn mà cô bé là cảm nắng luôn đó. Một phần á thực sự là lúc đó là con đi làm thêm rồi, nhưng mà cái lúc đó con cũng kiểu cũng thực sự là cũng hơi bất chấp á, đâm ra mấy thằng bạn con có một thằng bạn thân cũng ở miền Trung luôn, nó chơi thân tới con tới bây giờ cứ lâu lâu nhắc lại tao vẫn nhớ thời đó, không biết sao mày cứu con Hà tú. Tao cũng biết nữa, hao thiệt chứ. Hao cái iPhone luôn cô Vân. Thì cũng do là lỗi của hắn. Dạ. Đúng không? Mới đầu á, coi như cái gần bên cái của mình thì không chịu không nhận ra. Để rồi ở đâu xa xôi dịu dợi á, tới chừng quay lại thì phải có bài học chứ. Phải trả giá chứ đúng không? Dạ. Phân lời bài hát không cho người ta hát làm chi. Không chia cho nhỏ một câu bài hát nào. Giả mang sợ thiệt, giả mang thiệt chứ. Chỉ cho hát chung thôi, có nghĩa là hát đồng ca thôi, mấy cái khúc đồng không ca. Không cho hát solo là không cho. Không cho solo. Rồi có nghĩa là bao nhiêu lâu thì con bị hạ gục? Em trao cái nụ hôn đầu tiên của bạn này là khi nào? Tụi cái hôm mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi. Thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe. Con bị té xe thì con gãy tay. Thì đó là coi như là phải nghỉ học đó cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cua gái luôn mà cô Vân. Trời là biết có điều kiện dữ gì ta. Không phải, tại cái đó là nó đó là quà gọi là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi xiển xiển. Ủa lúc đó lại mở một mình chứ không ở gia đình hả? Em ở với lại mẹ, nhưng mà thì tại bạn bè em cũng hay tới chơi lắm. Em thì cũng hay chơi với các bạn nam nhiều. Thế nên là cũng tới xong rồi mang đồ ăn rồi cho chơi. Thì cứ ngày này qua ngày khác, cái một hôm mình đang ngồi mình chơi điện thoại vậy đó, cái ổng hôn một cái là coi như mất nụ hôn đầu tiên luôn. Mà không có cho, không có gì hết, chưa đồng ý gì hết luôn. Con bị cướp răng luôn đó. Dạ. Xong rồi thì tụi con cứ ở vậy với kiểu cứ quen biết qua lại với nhau, chứ không có bao giờ nói tỏ tình là em đồng ý hay cái gì. Tại vì lúc đầu thì con cũng không đồng ý đâu, nhưng mà ảnh tấn công ghê quá. Xong rồi cái người mà con cảm nắng, ảnh tấn công người ta luôn. Thế đâm ra là giờ con cũng hết sự lựa chọn rồi. Hết sự lựa chọn rồi. Cứ ai tới là ổng cứ phải đánh đòn phủ đầu trước. Bị thợ săn mà. Bây giờ cầm súng cứ ai cũng là bắn quỷ diệt lên. Quỷ diệt thì còn lại một ông thợ săn với một con vịt thôi. Thì con vịt đó phải là của ông thợ săn. Thế là cứ thế bao nhiêu năm á cô Vân? Tại vì 7 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh chiều con cực kỳ. Có nghĩa là con đi, mẹ con còn kể là hồi đó là con đi ra đường á, cứ cái quai giày là con chỉ xỏ cái chân vào thôi, còn anh sẽ là người cúi xuống mang cho con cái quai giày. Ví dụ anh đi làm mà anh có 10 đồng, con muốn mua một món gì đó hết 10 đồng thì anh sẵn sàng anh mua cho con hết. Anh không quan tâm từ giờ tới cuối tháng anh ăn cái gì. Anh chỉ cần con thích là anh sẽ mua cho con thích là anh sẽ làm. Còn bảo anh là giảm cân, là mỗi buổi sáng anh sẽ chạy từ nhà ảnh khoảng hơn 2 cây số xoang nhà con. Đó, rồi để một cái tờ giấy trước cửa nhà con là đã tập thể dục xong rồi anh chạy về. Nhưng mà sau này khi cưới xong thì con mới phát hiện là ảnh chạy xe ra gần nhà con gửi vào một cái bãi. Gửi một cái bãi gần đó xong rồi anh. Anh cũng chiêu trò lắm nha. Không phải, tại vì cơ bản mấy ngày đầu được. Tại vì ngày xưa cơ bản cô nhận theo em chạy được. Nhưng mà anh hiểu cảm giác mà đi làm về mệt rồi. Sáng 4 giờ mấy 5 giờ chạy mà muốn giảm cân là phải được anh giảm được thiệt, được anh giảm được thiệt. Là từ 85 xuống còn 70 á. Là kiểu như cũng chạy cũng ấy nó rút người á. Nhưng mà xong giống như lười. Thiệt là lười thiệt, em lười thiệt. Mấy ngày mưa lất phất trời Sài Gòn mà nó không lạnh thôi, nó lạnh là rung người luôn á cô. Đâu có cùng bị lừa cô Vân ạ. Nhưng mà coi như là sau một thời gian ảnh dùng khổ nhục kế như vậy á, thì bao lâu thì thực sự trái tim con bắt đầu yêu ảnh, yêu thực sự á? Con cái là bà cũng không biết luôn. Dạ con cũng không biết nữa, tại tụi con cứ ở với tụi con cứ quen sống nhau á. Trong cái cảm xúc đó là 7 năm cứ trời. Vậy xong rồi tới đám cưới. Dạ tới một ngày. Đám cưới nó ly kỳ lắm á cô Vân. Sao? Thầy bói coi con cưới. Người ta là bác sĩ kêu cưới đúng không? Con là hai vợ chồng con là thầy bói kêu cưới. Con vẫn không, trong đầu con vẫn không nghĩ là con sẽ cưới anh này đâu. Con nghĩ là thôi con quen nó đi, sau này khi nào mà có một người tốt hơn thì con sẽ cưới. Thế nhưng mà một ngày là cái Tết năm đó là con đi coi bói sau Tết với lại chị của con.
Thì khi tụi con đi vào coi bói thì ông thầy bói nó bảo là à, cái tuổi của con là nếu như năm nay không cưới lễ thì sẽ ế hoài luôn mà không làm ăn được. Mà lúc đó là tháng 3 rồi cô Vân, tháng 3 rồi mà hết năm thì đâu còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bây giờ đâu còn sự lựa chọn nữa cô Vân, cũng còn có duy nhất sự lựa chọn này là kêu cưới là sẽ cưới liền. Còn đúng ông thợ săn thôi. Lúc đầu cứng đầu con, coi ba người, ai cũng khoáng không. Con nghe chốt nhớ là ông thầy bói cuối cùng là con lại con đi chung, không khoáng không. Ông cũng hơi xéo sắc thế. Mày không cưới nó mày ở cả đời. Ông phán một câu tên rồi. Còn em có nghĩ ông thầy bói đó là người nhà nó cài vô luôn không? Ba người bạn. Ba cả người ba ông coi đều mà. Là ba người bạn của thì đó, cài vô hết trận cái chuyện mà chạy bộ dắt xe kêu đó còn dám làm. Không, nghĩa là giống kiểu mà em cảm thấy anh Tuyên. Mưu mô cỡ nào nhưng mà tới một lúc sự duyên á nó tới là nó tới. Mà tôi con làm nhanh chóng lắm. Ông thầy bói vừa tháng 3 vừa mới câu cưới cái là con về con nói anh này là cưới lẹ đi. Luôn đó. Không là không làm ăn được đâu. Sợ ơi cả đời đúng không? Là tháng sau con cầm nguyên một cái sổ nhà con á cô Vân. Con đi cầm ngân hàng để con xây nhà. Tại con ở với mẹ con ở trong một cái nhà cấp 4 thì không có đủ phòng. Là con cầm nguyên một cái sổ ngân hàng. Tháng 4 con cầm sổ ngân hàng con đi vay mấy trăm triệu con xây nhà. Xây nhà xong tới kịch vừa đến tháng 10 á là đi chụp ảnh cưới, đi thuê đồ thuê các thứ tháng 12 cưới luôn. Làm rất rẻ vậy trong vòng đúng 1 năm. Xây nhà, dạ xây nhà xong rồi chuẩn bị đám cưới trong vòng đúng 1 năm để mà sợ là qua năm sau ế cả đời á cô Vân. Nên là phải cố gắng làm trong năm. Rồi cưới nhau được mấy năm rồi ta nãy nói mấy dạ, năm. Cưới năm 2017. Cưới năm năm rồi. 5 năm. Rồi công việc vẫn thuận lợi mọi thứ ha, nó có trắc trở gì không? Sau đám cưới thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết. Nhà không, nó không giống như thầy bói nói. Thầy bói bảo là hai đứa này cưới nhau sẽ làm ăn rất là được. Con bé này nó có cái đầu. Thằng này nó không có cái đầu nhưng nó có cái tay. Thì hai đứa này gộp vô là sẽ được một con người hoàn chỉnh nên là làm ăn được. Nhưng mà nó không có, ổng nói sai. Tụi con cưới nhau về á thì nói chung là cái nhà thì là của mẹ con cho. Thì đứng tên ngân hàng cũng là con đứng. Thì làm thì tụi con có trả ngân hàng nhưng mà hầu như là tụi con ít được cái sự phụ trợ từ bên nhà chồng á thì sinh ra cho chồng có một cái tâm lý là bị thua kém. Chồng con cứ muốn là phải kiếm tiền thật nhanh để cho bù đắp lại cho vợ. Để thấy vợ cũng vất vả thì ảnh mới bắt đầu đi làm ăn. Và cuối cùng là những cái chuyện mà ảnh làm ăn á, thời gian đầu thì nó ổn. Nhưng thời gian sau là nó bị vỡ lỡ hết. Thì ảnh thì lại rất là sợ con biết, cực kỳ sợ luôn. Ảnh giấu hết hoàn toàn. Ảnh cứ đi vay đầu nọ, ảnh đắp vô đầu kia, cứ đắp dần dần như vậy á, tới một ngày nó thành một cái số tiền rất khổng lồ. Mà con thì không biết, mình vẫn cứ thấy là ô, mình đang làm ăn được lắm. Tại vì con một cái đứa rất là tự tin vào bản thân. Làm ăn cái gì con cũng thấy suôn sẻ, trôi chảy hết. Nên là con quyết định là sinh em bé luôn nè. Rồi sinh xong một bé xong thấy dễ thương quá, quyết định là sinh bé thứ hai liền năm sau luôn. Thì vừa mới phát hiện là sinh bé thứ hai xong là biết anh này đổ nợ. Bởi vì anh không thể chi trả được cái số tiền anh ráng gồng một khoảng thời gian dài luôn á. Dạ đúng rồi, anh ráng gồng khoảng đâu 3-4 năm. Và nó cứ nhân tiền lên. Và cuối cùng là số nợ đâu khoảng 800 triệu. Là đổ lên đầu con cái ngày mà con vừa mới phát hiện là có tin vui em bé thứ hai xong là con bị choáng váng luôn. Xong nhưng mà tại vì cái thời điểm đó thì tụi con kinh doanh cũng khá là ok. Tụi con mở được mấy quán ăn lận. Thì mình vẫn cứ nghĩ là thôi thì bây giờ mình tiết kiệm lại một chút xíu để mình trả cái số nợ đó. Thì con lại cầm sổ nhà con lại đi vay thêm để con trả trước cái số đó và con trả dần dần. Nhưng mà bắt đầu dịch ập tới, tất cả các cái quán mà tụi con làm là bị dẹp hết hoàn toàn luôn. Và tự nhiên là cô Vân biết là một đứa thì mới có 1 tuổi, một đứa thì ẵm trên tay mà sáng nào người ta cũng tới đòi nợ hết. Tới đòi nợ chửi bới om sòm xong tới ngân hàng gọi điện đòi. Rồi tới ảnh cứ vay đầu nào ảnh đắp đầu kia mà tất cả thể loại cho vay nặng lãi là con gặp qua hết luôn. Sáng gọi điện là bên những cái bên đòi nợ gọi điện thoại là đòi tiền vậy đó. Rồi con thì khóc, rồi người ta tới nhà đòi tiền, rồi hăm dọa các kiểu. Con phải chịu đựng trong vòng mà một thời gian là coi như khoảng khoảng một năm rưỡi tới hai năm á. Thậm chí là lúc mà bầu rất là to nha cô Vân, tháng 12 rồi mà vẫn phải cố đi làm xong, đi ra quán bán. Một mình bán thì anh này anh phải đi kiếm công việc ở chỗ khác. Thì con một mình con phải gồng. Con làm một lúc á hả, 30-40 con gà, tại hồi đó tụi con bán gà. Rồi ôm cái bụng bầu mà gần sinh rồi, còn 1 tháng nữa sanh rồi. Mà ôm cái bụng bầu để mà làm rồi giao hàng cho shipper đi lên đi xuống cầu thang mấy bận vậy đó. Một ngày đi cả 100 lần đi lên đi xuống cầu thang, tại làm ở trên đó cô Vân, xong rồi giao hàng cho shipper ở dưới. Là rất là mệt luôn. Nhưng mà vẫn ráng gồng được cho tới khi là dịch bùng nổ là con không thể gồng được nữa. Rồi bằng cách nào để mà có thể trang trải được cái món nợ sao đó? Có thể vượt qua được? Lúc đó tụi con căng thẳng lắm. Tại vì giống như là mình cảm thấy là một cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu mình và mình cực kỳ ghét chồng mình. Mình bảo là tại ảnh mà mình mới như vậy. Tại vì con thì trước giờ vẫn tự tin mình là một người mà bước ra đường với hai bàn tay trắng vẫn có thể làm nên gia sản. Nên là khi mà gặp ảnh làm như vậy á, mình cảm thấy rất là bực bội.
Nên là ảnh thì lại bị một cái áp lực là gia đình vì mình mà phải giằng xén rồi con nhỏ rồi nhiều cái con cái nó cũng phải hy sinh nữa. Thì ảnh cũng cứ bị áp lực về cái tâm lý á. Nên cô Vân biết sao, ảnh cứ đi về nhà, ảnh đi ra ngoài đường thôi, ảnh đi về nhà là cãi lộn, đi về nhà là chửi lộn, đập chén bát không còn một cái nào. Tụi con sắm một cái phòng ngủ toàn nội thất mới, nhưng mà cái bàn thì bị sứt đâu 3-4 cái, tại vì tức là ảnh đá gãy chân. Cái tủ cũng bị sứt hết một cánh cửa. Rồi nói chung là trong nhà không còn cái đồ đạc gì nguyên vẹn, nhất là đồ chơi mấy đứa nhỏ là cái nào nó cũng móc méo hết, tại vì cãi lộn với cô Vân là đập đồ đập đạc, điện thoại là đi coi như 5-6 cái rồi đó. Trời ơi, đang không có tiền mà còn đập điện thoại nữa. Tại vì lúc đó là cái đầu óc nó căng thẳng lắm. Lúc đó em nghĩ cái gì, trong khi đó là vợ của mình đã mọi chuyện gồng gánh như vậy mà sao em còn gây áp lực nặng hơn nữa? Hay là muốn giải quyết một vấn đề gì đó cho nó xõa ra hả? Không, thực sự là cái lúc mà mình làm á anh Tuyên, mọi thứ nó đang trên rất là gọi là trên cái đà, mình thực sự mình không nghĩ là gì phá vào, mình cứ nghĩ là ok, ráng mọi thứ mình sẽ cố gắng mỗi ngày mình vẫn cố gắng chạy đi làm, nghĩa là kiếm đầu này đắp đầu kia, kiếm này đắp đầu kia. Nhưng mà giống như tối về mình cảm thấy một phần là giờ em là cứ nói, thực sự là bà có một cái tật là bà nói rất là nhiều. Em mới kêu tất cả lỗi của anh biết anh sai rồi nên thôi đừng có nói nữa. Trong cái chỗ nó rồi nó bình yên, nó nhẹ cái đầu đi. Em cứ nhẹ đầu em cũng dễ chịu hơn, anh cũng dễ. Nhưng mà kiểu như thực sự lúc đó hai đứa đều rất là hiếu thắng luôn. Thực sự đó cũng là lỗi của con, tại vì giống như là mình thấy là mình bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, xong rồi nhiều khi nhìn con cái cũng tội á. Nên là anh về là con hay nói, con phải muốn là tôi đã giải quyết cho anh cái vấn đề này rồi thì anh phải nghe lời tôi đó. Thì cứ gần qua gần lại như vậy, xong rồi bắt đầu anh cũng áp lực quá nhiều thứ, tới một cái thời điểm mà nó không thể chịu đựng được nữa. Cô Vân không thể chịu đựng được nữa, mình rất là ngán cái cảnh là sáng mà dậy mà cứ người nọ người kia tới nhà đòi nợ hoài, không thể chịu đựng được nữa. Thì tất cả mọi người xung quanh con đều khuyên là thôi con bỏ mặc đi, nói chung là con có nhà, con bây giờ con có thể tự lo, có công việc con thể tự lo được. Nhưng mà con biết vốn dĩ chồng con không phải là người gọi là tệ bạc với con, chẳng qua là ảnh có một cái là ảnh rất là muốn cho con sung sướng, nên là nó rơi vào cái hoàn cảnh là làm ăn cái đó là cái chuyện không ai muốn. Nên con mới nói chồng con là thôi bán nhà. Cái nhà mới xây luôn cô Vân. Nhà mới xây vẫn còn đang nợ ngân hàng. Con bảo là quyết định con sẽ bán nhà. Và con bán nhà trong vòng một nốt nhạc luôn. Con đăng lên con bán luôn. Bán luôn á. Dạ em bán luôn. Mẹ đồng ý luôn. Dạ. Mẹ em thì thật ra là tại vì nhà trước giờ có hai mẹ con mẹ em thì cũng biết ông xã em á cũng là người tốt, mà mẹ cũng muốn là ổn định thì tụi con bán nhà để trả xong xuôi cái số nợ đó. Và tụi con lấy cái số tiền còn lại á, tụi con mua một cái nơi khác nó ít tiền hơn. Dạ. Nhưng mà thật sự đến thời điểm bây giờ thì con nghĩ cái quyết định bán nhà là quyết định mà sáng suốt nhất của con. Bởi vì cuộc sống của con bây giờ nó so với ngày trước nó là thiên đường luôn á cô Vân. Nó cực kỳ thiên đường luôn. Nghĩa là lúc đó thì vì mọi thứ đã giải tỏa được hết rồi. Nợ nần giải tỏa thì cái đầu cũng giải tỏa. Thì cũng sẽ bớt đập đồ, bớt cằn nhằn, bớt nói nhiều rồi. Mọi thứ là, nói chung là tụi con đã qua cơn bị cực. Bây giờ tới hồi thời lai vẫn là hai đứa đúng không? Chưa có ý định có đứa thứ ba đúng không? Không, rất muốn có đứa thứ ba. Nhưng mà tụi đơn giản là tụi con muốn là kiểu như lần này mình phải chuẩn bị kỹ hơn cô. Tức là nhưng bây giờ công việc là ổn định rồi đúng không? Nói chung hai vợ chồng công việc ai cũng ổn định rồi. Dạ, đúng rồi. Gọi là tạm ổn định, tại vì mình đã giải quyết rồi. Nhưng mà so với cái cuộc sống trước đây thì con thấy như vậy là con cảm thấy là quá hạnh phúc rồi. Rồi nhà cửa như thế nào, mình có mua lại được một căn nhà mới rẻ hơn không? Hiện tại bây giờ em đang ở một cái căn chung cư cũng thuộc dạng trung cấp, nên em cảm thấy rất là ok từ các cái dịch vụ nọ kia. Rồi con qua nhà mới không biết là mọi người thì cứ hay chọc con là phong thủy hợp, nhưng mà con qua nhà mới thì con cảm thấy là cái tính mình bình tĩnh hơn, ít nóng nảy hơn, biết kiềm chế hơn một chút. Và tất cả các cái thứ con ở thì con cảm thấy là con rất là hợp ở chung cư nhà đất. Thì đó, nói chung chắc là phong thủy hợp đó con. Dạ vâng. Rồi giờ nên là mình giải quyết được những cái chuyện râu ria, mình đỡ áp lực nhiều thứ. Đúng rồi. Thật sự là như vậy. Rồi bây giờ là khi mà về sống chung với nhau á, thì là những cái tật xấu gì mà từ lúc yêu nhau là con chưa thấy, để đến khi mà ở với nhau rồi là mới lòi tật xấu ra? Cái vấn đề mà tật xấu thì thật sự cô là từ lúc yêu nhau là đã biết rồi. Tại vì yêu nhau lâu quá. Lâu. Người ta cứ là yêu nhau là đừng nên yêu quá lâu, tại vì một khi đã quá quen á cô. Thì người ta sẽ Ví dụ tật xấu gì đâu, con nói con nghe coi. Con tự vấn bản thân con trước đi. Không ai mượn con nói tật xấu của con. Vợ con cô. Bà nói nhiều kinh khủng. Nói nhiều. Cái đầu tiên là bà, tật đầu tiên mà con đáng lên án nhất là bà là tật hay quên. Bây giờ bà cứ lấy lý do là do đẻ. Anh ngon đẻ hai đứa đi rồi anh thử anh nhớ. Nhưng thực sự là cái tật hay quên bà từ trước rồi cô. Bà hay quên kinh khủng. Cô có tên ông nhiều lúc á, bà mới nói anh làm cái này cho em nha. Ok, để anh làm cho. Tới lúc mình làm xong á, ủa sao anh chưa làm nữa? Ủa anh làm xong rồi, anh làm xong anh nộp luôn cho em rồi đó. Không, cái đó là
con nói thật là con đẻ hai đứa với tim bốn mũi cô Vân. Con lấy cái cốc để con đi uống nước, con hứng cái ly nước con uống á. Thì đáng lẽ là hứng ở nước ở trong bình uống đúng không cô Vân? Con tính đi tráng cái ly nước thôi. Con đi ra vòi con tráng ly nước xong thì con hứng nguyên cái ly nước ở vòi. Con uống liền 4 ly mà con không nhận ra là con đang uống nước vòi luôn cô Vân. Tới uống tới ly thứ 5 rồi mới phát hiện là mình đang đi rửa ly chứ không phải là mình đi uống nước. Có nghĩa là thực ra là cũng thời gian này cũng nhiều người rơi vào trường hợp như vậy. Cũng có sau thể... khi mà đẻ xong và chích xong đó em ơi. Không, nó truyền lại đó rồi cô. Tức là cái level quên của bà nó quên một cách bá đạo lắm. Bà là rất, tại vì con có làm về đồ điện tử, con thích sưu tập đồ điện tử. Tâm ra nhà cái nhiều nhất ở nhà con là sạc dự phòng. Nhưng mà có nó mỗi lần là mất hoài. Bà buồn buồn là bà làm bà buồn buồn vừa thấy em cầm đi em nhớ cầm về cho anh. Anh rất lo quá, anh lo cho cái sạc anh không, anh lo cho em. Y là ngủ về sẵn. Ôi chết em quên rồi. Ủa em để đâu ta? Ủa đâu rồi ta? Rồi là cũng biết con mất rồi đó. Có nghĩa là quên, cái tật xấu là quên. Thực ra là cái này người ta cũng không muốn có đâu nhưng mà bây giờ á là ngoài ý muốn đó con. Không phải là cái tật đâu. Con kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi con. Nói nhiều, cái vụ mà càm ràm á cô. Rồi nói nhiều là xấu rồi, biết rồi. Không, nó lên level tuy giờ là đỡ rồi phải không? Nhưng mà cô tin không, bà nghĩa là cái một cái gì đó nó nghĩa là vô tình con vợ con đi làm á, người ta kêu bả là một cái bể trời năng lượng, tại vì hai vợ chồng đều là và bả làm chuyên vào mảng chăm sóc khách hàng luôn á. Bả gọi là dịch vụ khách hàng cao cấp, thì lúc nào bả cũng tỏ ra cái sự chuyên nghiệp của bả, nó thiện là lúc nào bả cũng tỏ ra năng lượng. Tới nỗi cái thằng bảo vệ ông cái anh bảo vệ ở đó thôi, người ta ảnh cũng kêu là lúc nào tao thấy mày năng lượng à đó. Bả nhưng cái vấn đề người ta đâu có biết đâu, năng lượng ở đó nhưng mà bãi rác ở đây mà. Tất cả nữa là con vô tình chung con biến thành một cái thùng rác xả cảm xúc. Cái công việc của con là như vậy, nghĩa là muốn làm việc với khách hàng cô Vân thì phải năng lượng, tại vì bộ phận chăm sóc khách hàng là bộ phận luôn nghe khách chửi. Nghe khách chửi suốt ngày, mà nếu mà mình không có vui vẻ, mình không có năng lượng á thì mình rất là dễ bị nản. Nhưng mà những cái lúc mà ví dụ như là khách có vấn đề phàn nàn về con á, với mình á thì mình vẫn cười tươi, nhưng mà ôm hết nguyên cái đó về xả vào người của anh này. Hiểu, tâm trạng con thì cũng hay bị gọi là thất thường sau khi sinh nữa. Nên là mà cô có biết không, khi con đẻ ra, con đẻ hai bé xong bắt đầu con ở nhà thì con không có bạn, hầu như là không có bạn, tại vì không có đi ra ngoài chơi với ai, không có bạn gì hết. Thì mình cứ nằm ở nhà mình coi phim thôi, tới tối về mới có anh này về nói chuyện. Thì giờ đâu có chủ đề gì nói đâu, giờ có mỗi cái chủ đề là phim mình mới xem thôi. Thì ngồi kể mà ông cứ ngồi ngủ vậy nè, ông cứ ngủ gật nè, mà con hỏi là anh có nghe em kể không. Có. Có nghe. Cô hiểu được cái tâm trạng và cái sự chịu đựng của bạn chồng rồi. Cái đó cũng dễ sợ lắm á. Rồi còn cái gì dễ sợ hơn cái đó không? Thực sự là con cảm thấy là một phần là giống như vợ con có một cái tính mà sao ta? Tức là khi cô Vân nghĩ á, khi bảy đi bảy con cùng nhau vào siêu thị đi chẳng hạn đi ha. Hai là tương ớt. Nó như nhau. Nó chỉ khác mỗi cái này của này, một này của kia thôi. Anh ơi, lấy cái nào? Lấy cái này. Lấy cái A đi em. Ủa sao anh không lấy cái B? Vậy thôi lấy cái B. Ủa sao anh lấy cái A? Thôi lấy hai cái được không? Anh phí tiền quá à. Đó. Ủa vậy lúc em muốn cái nào? Em muốn, em không biết, em mới hỏi anh. Vậy thôi, xong rồi, xong nghĩa là bà sẽ đưa ra một cái option cho mình lựa chọn. Mình con nó đầu là ủa thì bà hỏi một cái gì là đọc kiểm đầu mình nảy số rồi. Rồi xong rồi đó. Đó, cuộc chiến bắt đầu đó. A, B, C, D nhớ y như chơi đồng vàng á. Nhưng cái kết nó kiểu như hơi hụt hẫng, kiểu như mình kiểu như làm mình nó làm mình hơi bị mệt á. Cái tính cách con nó bị bà chọn thường. Bà chọn cái một cái hoàn toàn không liên quan gì hết. Có nghĩa là chọn cái A cái B xong cuối cùng bà mua cái C, đúng không? Bị thất thường. Thất thường. Tại vì anh này là bị một cái là con nói thật luôn là một phần con lựa chọn ảnh á cô Vân, là tại vì con ở bên cạnh ảnh là con không có phải cố gồng mình trở thành một người khác. Có nghĩa là những cái mà điên khùng nhất mà con có thể làm á thì con có thể diễn, có thể làm bộc lộ với con. Anh okay. Này ví dụ đi ăn mà với một bạn trai khác á thì con anh sẽ con sẽ phải gấp từng miếng. Đi ăn bún bò sẽ không bao giờ dám gọi giò heo, sẽ không dám gặm trước mặt người kia. Nhưng mà anh này thì con sẽ có thể ăn được tất cả mọi thứ trên đời. Rồi thì cái đó là tâm trạng chung của tất cả những bà vợ đối với những ông chồng của mình. Rồi được rồi, nhưng mà rồi bây giờ hỏi con một câu cuối cùng nữa nè, là con mong vợ con thay đổi điều gì? Thực sự cái con mong vợ con thay đổi nghĩa là thực sự là kiểu như chú ý tới con hơn chút. Cái chuyện này nó hơi tế nhị cô Vân. Cô Vân có khi nào mà tự nhiên anh Tuyên đi cho nó dễ nè. Tự nhiên hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha. Cái bà nằm bà lướt điện thoại bà mở nhạc Phật lên nghe không? Tôi cổng cứng liền. Em kiểu ủa cái gì vậy trời? Con quay lại. Ủa cái gì vậy em? Ủa cái gì vậy? Nghĩa là tại vì thực sự luôn á là tại khi mà có hai con rồi thì cái thời gian cho nhau nó rất là hạn chế luôn á. Mình nghĩ là đã chuẩn bị ok trong hết rồi, cái tự nhiên chuẩn bị vô cái bản làm bả chờ cái tự mình vừa ôm cái
Là con thấy trường cợ, lúc đó mình là mình muốn thanh thoát liền con thanh siêu... thoát liền con đúng gì là... nữa hiểu không con, con đứng dậy luôn con đứng dậy con đang đi làm luôn rồi cái đó là có lẽ con mong muốn thay đổi vậy phải không, cái đó con vô tình hay con cố tình vậy? Không phải, tại vì thực ra là sau cái biến cố cô Vân một phần nó cũng liên quan tới cái thói xấu của bạn này, nghĩa là anh này là ảnh ở rất bẩn, anh ở rất bẩn, ảnh đi làm một ngày trời về nha cô Vân, là mồ hôi mồ kê vậy đó, thì đêm thì con cũng bảo là thôi thì anh đừng có nên tắm tại vì nó cũng nguy hiểm, nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo. Không, cái áo đi làm nguyên một ngày về mặc nguyên si, cái tay đi đường dính cái gì về nằm nguyên để nguyên si, mà không bao giờ nằm lên giường, chỉ thích nằm ngủ dưới đất thôi. Giờ hai đứa nhỏ nhà con nó y chang, nó bắt trước ba là nó cứ chui xuống dưới đất nó nằm. Có nghĩa là bây giờ con nói luôn đi, cái tật xấu là ở dơ. Ở dơ lắm. Đúng không? Rồi tiếp. Là mình cảm giác như mình không có. Cho nên cái chuyện mà mở nhạc Phật á là cố tình. Để cho thôi anh đi giùm tôi đi. Là tại vì bữa đó là anh chưa chịu thay áo, tay anh chưa chịu rửa, cho nên là liếc sơ sơ cái là bật nhạc Phật lên. Là anh thanh thoát là anh đi luôn đó. Nhưng một phần cũng là lỗi cho em. Dạ. Em phải tâm lý, em phải hiểu vấn đề đó. Tại vì khi mà xung trận á, cái đó là phải sạch sẽ, phải thoải mái nhất thì nó mới feeling được. Đó, đó. Chứ không phải là làm cho có rồi xong đi ra. Cái đó là con đuổi khéo đó, tại vì bây giờ rồi. Con mà nói á là hay dỗi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bữa nay là hiểu rồi đó. Rồi bây giờ con tật nào nữa? Rất là hay tự ái. Hay dỗi, hay dỗi lắm. Ví dụ như là mình nói ảnh một cái vấn đề gì đó mà mình nói mé mé thôi thì ảnh không có hiểu. Ảnh không có hiểu, ảnh rất là vô tâm. Không có hiểu, nhưng mà mình mà nói thẳng á thì tự ái. Tự ái thì đôi khi con nói thật là con cảm giác là mình đã trải qua rất là nhiều chuyện và mình cũng đã vì chồng mình rất là nhiều, nên đôi khi con cũng muốn là chồng mình nhịn mình đi một chút xíu, có thể cái câu nói của mình nó hơi nặng một chút xíu. Con cũng nhắn tin với ảnh hoài, con cũng bảo là anh ơi, cái tính em hồi giờ nó nhiều vậy rồi, cái bệnh nghề nghiệp nó nhiều rồi, hay cầm ràm là cái bệnh chung của tất cả phụ nữ rồi, anh nhịn em đi xíu. Nhưng mà cứ mỗi lần nói là ông dỗi, mà nhiều khi con bị một cái tâm trạng đang rất là khó chịu trong lòng mà ông dỗi, cái giờ con phải đi dỗi thêm ổng nữa. Con đi ra ngoài đường, con gặp một cái vấn đề gì ở ngoài đường, con nói chuyện với tất cả mọi người thì con nói bình thường lắm, nhưng mà chỉ cần chồng con gọi điện là con khóc liền. Con khóc hu là hôm nay con bị như vậy đó. Thế chồng con bảo là ủa tại sao em bị như thế, em không kêu anh ra. Nhưng mà con bảo là em kêu anh ra hả, mà anh ra mà anh hay quạo lắm, anh hay quạo lắm, nhiều khi em còn phải giải quyết cái vấn đề cho anh á. Thì ông nhắn tin cho con chứ. Ông nhắn tin chữ vậy thôi cô Vân. Xong rồi mình cũng cảm giác rất là tổn thương vì mình nghĩ là cái lúc đó mình đang cần chồng mình ở bên cạnh. Mà chồng mình cứ chấp nhận những cái lời mà mình nói hoài, mình cảm thấy rất là buồn về cái vấn đề đó. Như vậy là có nghĩa là bây giờ con muốn chồng con á như thế nào? Như hồi nãy là con muốn chồng con là phải ở sạch. ở sạch đúng không? Rồi cái vừa rồi vừa mong muốn đó là chồng con phải chịu khó, phải quan tâm quan tâm con, rồi là con muốn chồng con cái lỗi về mình hơn một chút đúng không, tha thứ hơn sau bao nhiêu chuyện, thì con muốn chồng con trưởng thành hơn. Giống như là chính xác là giống như là một cái người trụ cột của gia đình. Thì chồng con bây giờ trẻ con lắm, có hai đứa con gái, nhưng mà ba bố con cứ dành nhau ăn xì nách hoài. Đó, rồi dành nhau coi hoạt hình. Con nó đang coi xong hù con nói là ông kẻ tới kìa, để đuổi nó vào phòng để mình dành cái tivi mình coi hoạt hình. Đó, rồi cứ trẻ con lắm. Rồi cô hiểu rồi, cô hiểu rồi. Nhưng mà bây là giờ gia đình em đang nuôi ba đứa con hả? Đúng rồi. Đó là như vậy. Nhưng mà em biết không, vấn đề là bây giờ mình đã chọn nhau rồi. Dạ. Thì là mình đã chọn hạnh phúc rồi. Thì mình phải lấy yêu thương để mà mình vun đắp cái hạnh phúc đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó thì bây giờ giống như em á, em thấy sao nè, để mà em góp ý với bạn bạn chồng á về những cái mà gọi là mong muốn của bạn vợ. Thì nếu là em á thì em có sửa được không? Sửa được chứ. Đó. Quan trọng em có một cái quan niệm là tất cả mọi chuyện là do mình. Quan trọng là mình có muốn hay là không. Dạ. Đó. Và theo anh á, nói nãy giờ anh nghe tâm sự thì ít ra thì em cũng một lần, em ít nhất là một lần em làm ăn bị thất bại và em phải đổ nợ và vợ phải gồng gánh cho em, thậm chí cả cái chuyện bán nhà bên vợ luôn, chứ không phải là nhà chung của hai vợ chồng nha. Là vợ đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi, và mẹ vợ cũng đã thương em chấp nhận bán nhà để trả nợ cho con rể. Chính vì vậy anh nghĩ là em cũng phải trưởng thành hơn một tí, đúng nghĩa giống như vợ em nói, phải trưởng thành, làm cái gì cũng phải đắn đo, phải chín chắn hơn. Tại vì bây giờ mình thứ nhất vợ và hai con rồi. Đặt trường hợp lỡ một lần nữa mình gãy nữa, hoàn cảnh rồi cuộc sống của con mình sao, vợ mình càng vất vả hơn nữa. Khổ lắm, anh nói thiệt. Bởi vậy làm cái gì cũng phải tinh tế hơn, chủ động hơn và biết nghĩ cho gia đình hơn. Rồi vụ tắm rửa sao? Ổng tự biết đi. Em phải nói chứ. Cô Vân, con xin giải thích cái này. Tại vì cô Vân sao? Tại vì cơ bản con
nghĩa là con vẫn đang vận hành một cái quán gà nướng, con vẫn hiểu không? Thì tối về á, tại vì cơ bản con về là lúc bà ngủ rồi, thì con nằm dưới đất, con là con nằm dưới đất một góc nữa, tại vì sáng sau con tắm rửa rồi ấy luôn. Bà tiện cái gặp, tại vì con thấy thực sự là con sót mẹ con giặt đồ á, cũng là giặt máy thôi, nhưng mà một lần gom đồ nhiều đúng không? Một trong những cái tật xấu khác của vợ con đó là bà bừa. Một ngày con nói gom một cái bộ đồ á, con ra là nhiều lắm một hai bộ đồ, nhưng giờ con là một nùi nè. Ôm nguyên một giỏ đồ chắc con được hai bộ. Mà mẹ con ở chung với mẹ con cũng lớn rồi, mẹ vợ con lớn rồi. Bà rất là sạch, bà ở rất là sạch. Đâm ra kiểu như mỗi lần giặt đồ mà thấy mẹ ấy nhiều á, con kiểu con ấy nấy con. Riết là con cảm giác nó nấy cái bệnh, nghĩa là đồ con mặc á, nghĩa là tới nào đi tắm được con ấy ra thôi, còn không con kiên trì mặc một bộ thôi. Không hợp lý. Không hợp lý. Bởi vì đó mình thấy không? Nói cái gì anh cũng lý do anh được. Anh nói nghe là cái chuyện mà giặt đồ cái đó là nó có tốn kém cái gì đâu, và nó có là cái gì khủng khiếp đâu. Với lại em nói là lý do là chính xác. Em phải thấy được cái sai của mình. Đừng bao giờ bao biện. Dạ không, ý là cái đó ngày xưa rồi, giờ em đã thay đổi rồi, tức là thay đổi chưa? Có rồi, nghĩa là giờ đã chịu tắm rồi để. Trời ơi, đã vậy còn mùi gà nướng nữa mới ghê chứ. Trời ơi, ta nói mỗi lần mà đi ăn đồ nướng đó là em có tin là chị trước khi đi chị gọi đầu gì thì đi ăn đồ nướng về là chị phải gọi đúng nữa. Rồi, đúng rồi. Mà ám mà con người. Có biết là mỗi một lần cô gọi đầu là cô bị bệnh không? Vậy mà cô vẫn phải gọi, đó là bởi vì bản thân mình không chịu nổi cái mùi đó. Hai vợ chồng khác hoàn toàn. Cho anh Tư nói cái này. Có thể em chấp nhận em ở dơ được, nhưng sau này em cứ nghĩ sức khỏe cho con em. Dạ. Em ở ngoài đường em tiếp xúc biết bao nhiêu người, dạ, bụi bẩn vi trùng vi khuẩn biết bao nhiêu người, dạ, và em vẫn mang nguyên si y chang vậy, mặc bộ đồ em nằm ngủ, và con em phòng anh không biết nhà rộng nhà lớn, và con cũng nằm nó chơi xung quanh đó, và sau này sức khỏe của con em nha. Hên là bây giờ chưa có chuyện gì, lỡ như những con vi khuẩn, những cái virus nó không tốt, dạ, nó vào trong cơ thể con người em thì sao? Dạ, một dạ, điều cực kỳ sai nha, em phải tắm rửa sạch sẽ. Cái đó là không, em nghĩ là em chỉ giải thích về cái vấn đề là ngày xưa là tại sao nói thôi, còn thực sự bây giờ là đỡ rồi, bà đi làm cả ngày bà không biết đâu. Thì thôi nói tóm lại dạ, là như thế này, cả hai đứa sẽ phải sửa chứ không phải là chỉ một mình đúng chồng rồi, sửa dạ, đâu. Chồng thì những cái nguyện vọng của vợ là hoàn toàn chính xác luôn á, dạ. Cô chỉ cho nếu mà sót mẹ đúng không, không muốn mẹ giặt đồ nhiều đúng không, bây giờ mấy một cái bộ mà chỉ để dùng để ngủ thôi sau khi tắm, dạ. Ok, dạ. Có thể mặc cái bộ đó 2-3 ngày được, dạ. Tức là con về con tắm rửa xong con mặc đúng cái bộ mà chỉ dành để ngủ thôi, dạ. Nhiều khi đêm á tự nhiên con cảm thấy là sao tự nhiên mình sung mãn, mình nhớ vợ mình quá, thì lúc đó vợ con cũng sẽ đón nhận một cách mà gọi là không những tắm nha mà xài một cái mùi nước hoa, mà nước hoa ngải cho cô, tức là nước hoa đó để sau khi vợ con sau này mà có đi đâu mà không có con ở nhà là bị ghiền cái mùi đó luôn. Con cố định cái mùi đó cho cô đi, cái đó con nói nghiêm túc luôn đó, dạ, ha. Dạ, rồi là một không? Chuyện dạ. Chuyện thứ hai nữa là có thể là hồi nãy vợ nói là quan tâm tới vợ một chút, rồi bên đây chồng cũng muốn là con quan tâm tới chồng một chút, đúng không? Thì hai đứa cùng quan tâm nhau đi, đúng không? Dạ. Bây giờ cô nói con nghe nè, cái chuyện mà những cái gì mà ở ngoài đời á, dạ, mà mình đem về rồi mình xả vô cái thùng rác này thì đúng là tội, dạ, thực sự là tội, bởi vì đứa nào cũng có công việc hết, đứa, dạ, nào cũng có áp lực hết. Thì theo cô là như vậy nè, khi mà con phải nhớ, cả hai đứa đều phải nhớ là cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà để tụi con về, tụi con relax, để tụi đúng con rồi, được sống thật nhất với những gì mà rõ ràng là tụi con không còn sợ cuộc đời, không còn sợ ai chơi sau lưng mình, hay là làm cái gì mà không tốt đối với mình, bởi vì mình không cần phải thủ thế nữa, đúng không? Thì phải tạo cái cơ hội đó cho nhau, bởi vì thời gian gần nhau không có nhiều, đứa nào đi làm suốt là tối về gặp nhau được có chút xíu, lại thêm cãi nhau cằn nhằn nữa thì có mà chết, chịu không có nổi đâu, đúng không? Thì tự động khi mà con không làm cái điều đó đối với chồng con thì cái suy nghĩ như cảm xúc chồng con nó sẽ khác. Dạ. Có nghĩa là sẽ quan tâm con hơn, tại vì sẽ có nhiều cái để mà nói, dạ, hơn ngoài cái chuyện mà xả rác với nhau, đúng không? Dạ. Mỗi đứa sửa chút xíu đi con, dạ, đúng không? Đỡ gây áp lực cho nhau. Đúng rồi, dạ, cuộc sống nó sẽ thú vị hơn. Có thể gọi là buông xỏ cho một chuyện nó thoải mái, đúng, nó rồi, nhẹ nhàng, không có gì mà phải căng thẳng với nhau cả. Sau khi mà dùng dầu thơm ngải thì cái chuyện xuất hiện một thiên thần thứ ba là trong tầm tay. Là lúc đó sẽ không còn chuẩn bị ê rồi không cái mở nhạc thì mày mở lên đó. Trong tầm tay lúc đó sẽ mở nhạc tabu. Tăng hiểu không? Dạ. Con gái là ngựa phi được. Hiểu không? Dạ. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Và bây giờ mình sẽ đến cái màn gọi là bốc thăm may mắn. Bốc thăm may mắn. Chỉ có một cái nùi dẻ thôi nha, cái, dạ, đồ trà nồi thôi. Mà sao mà tôi thấy ba cặp, hai cặp với cặp Ngọc Thuận với cặp này cũng muốn, mà Quách Ngọc Tuyên cũng em, muốn. Em luôn. Nghĩ là chắc em đủ rồi đó.
Hả? Quay từ sáng giờ em nghĩ là như đó có thể em là em ba cái rồi em còn phải cái nữa, nhưng mà theo chị cái này là em nhường, em nhường cho Thuận đi. Thuận ở đây có nhường cho Thuận đi, cặp này nhường cho Thuận luôn đi. Dạ. Tại vì bên đây có hai đứa rồi. Dạ. Đúng không? Ừ ha. Rồi. Dạ.